Hello, xin chào tất cả mọi người. Tối hôm nay thì mình cùng với anh Đen cũng như là anh Vũ là ba anh em sẽ đi dạo quanh phố cổ Hà Nội, và phía sau lưng của mình đây là nhà thờ Hà Nội này. Đây là nhà thờ Hà Nội và mọi người nhìn kiến trúc rất là cổ kính, có những bạn trẻ và những du khách đến đây để mà chụp hình check-in. Đây là một cái địa điểm mà thu hút rất là nhiều du khách đến đây tham quan. Thơm quá. Mực á. Đây là phố đi bộ á. Thấy người ta bày hàng ra các bạn. Có rất là nhiều thứ. Mỗi phố phường của Hà Nội có mang một cái đặc trưng từ thời xa xưa. Nhưng mà cái xã hội nó tiến hóa lên đó. Cái câu chuyện tiến hóa hả? Tiến lên đó. Thì con chuyện nó khác thì có thể buôn bán nhiều thứ. Không còn như ngày xưa nữa. Như ngày xưa là cái hàng, cái phố đó chỉ bán cái đó thôi. Mình có thể nhìn thấy rất là ở dưới này thì người ta sửa lại này, còn ở trên này thì nhìn rất là cổ kính nha, có những ngôi nhà là đã trên 100 năm rồi đó mọi người. Và buổi tối thì mọi người có thể thấy là người ta bày ra bán giữa đường luôn và chừa ra hai bên cái đường để mà du khách và người dân đi mua sắm với tham quan. Cái chợ như thế này thì nó giống như ở Sài Gòn, đêm Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Đặc biệt đó là cái chợ Hạnh Phúc Tây ở Gò Vấp. Hiện tại thì mình đang ở phố, quả này là phố gì vậy? Hàng Đào. Đó, phố Hàng Đào hả? Hàng Đào. À, phố Hàng Đào ở ngoài này gọi là phố nha mọi người, chứ không phải là đường. Chúng ta đang sang phố Hàng Gai. Bên này là Hồ Gươm á. Chỗ đó có sự kiện ca nhạc, người ta sẽ làm thi đấu chỗ đó. Giữa nhà đó luôn, giữa đường luôn á. Giữa đường luôn. Bắt đầu tới thứ sáu đến tối thì chủ nhật. Còn ngày thường là vẫn đi xe bình thường. Ngày thường có bán hàng như vậy không anh? Có bán thì có. Một tối chỉ là có bán, nhưng mình vừa đi vừa. Mà mình vừa đi cái phố Hàng Đào đấy là mình mới đi được 1/3 cái phố đó thôi. Phố nó dài, nó rất là dài nữa. Cuối phố nó đến 4 dọc thôi. Nếu như mà để cảm nhận được tới chợ Đồng Xuân luôn, qua hết chợ Đồng Xuân rồi đó, tới phố Hàng Đào luôn. Thì ở Hà Nội theo cái chợ Đồng Xuân là cái chợ cổ nhất, như là cổ của buôn tất cả các mặt hàng, cốt thời từ xa xưa cơ. Dạ. Tới giờ bây giờ thì chợ Đồng Xuân nó sẽ vẫn còn giữ được cái nét cổ kính của thời xưa đến giờ, không giống như những chợ khác là nó đã đổi mới, nó xây lại. Tại vì cái chợ đó thì theo anh được biết đó, thì lúc mà trước chiến tranh đã xây là có nó rồi. Dạ. Đúng như lời của Mr. T nói là Hà Nội chỉ đẹp nhất về đêm thôi. Giống như một cái khu phố nhỏ, chỉ một cái đường nhỏ đi vô thôi mọi người, mấy hộ dân. Đó, trước mặt chúng ta là phố Hàng Bài. Phố Hàng Bài. Đánh bài á. Hàng Bài. Đây là Trang Tiền Laza. Ở đây thì sẽ một cái kem nổi tiếng, đó là kem Tràng Tiền. Kem Tràng Tiền. Mọi người sẽ cảm nhận được cái vị kem Tràng Tiền nó đặc biệt như thế nào. Không thể là nó đâu được. Sao lại có cái xe này ở đây? Quên. Rất đậu xe chỗ nào đó đi, mày canh xe anh chạy vô mua kem. Chúng ta đang đi tìm đường để mà đến với kem Tràng Tiền một cách ngắn nhất. Thì trên đường đi chúng ta sẽ đi ngang qua nhà hát lớn. Nhà hát lớn thì nhà hát thì cũng có thời
nơi cổ kính, là cái di tích văn hóa của trung tâm thủ đô Hà Nội. Dạ. Đây á, nhà hát lớn hả anh? Mọi người có thể nhìn bên kia là nhà hát lớn. Đó, nó bao qua bên đây luôn. Dạ. Nó qua bên này luôn. Hiện tại thì mình đang ở phố Tràng Tiền nè. Mình sẽ theo chân anh Đen. Anh Đen sẽ dẫn mình đi vô bên trong để mua kem kem Tràng Tiền hả anh? Rất là nổi tiếng nha mọi người. Mọi người đến Hà Nội thì nên thử qua. Phía bên kia là nhà hát kịch Hà Nội. Nhưng bên đây là những cái view rất là đẹp này. Có những bức tranh đó khắc họa lại phố cổ Hà Nội thời xa xưa ha. Nhìn rất là cổ kính và rất là đẹp này. Cái điều đặc biệt á là kem này là khi mua xong á là đứng ăn thôi mọi người, đứng hoặc là ngồi, ví dụ như ngồi ở phía bên này nè, chứ không có ghế bàn gì hết. Ở trong kia thì mình có thấy cái bảng giá nè, 12.000, 30.000, bảng giá 10-12.000. Và đây là anh Tô Đen. Ăn kem ốc quế nha. Dạ. Mình đến với Hà Nội đó chính là ăn kem, kem người. Đây mình mua, anh em mua một cái kem ốc quế cho mình. Ngon lắm mọi người, ngọt sợt à. Nào đi nào, con này ăn nhanh lên. Kem này là kem đứng hả? Kem đứng. Ngoài việc ăn kem ra thì mình có thể ngắm hết tất cả phố phường của Hà Nội. Và đặc biệt là gái ở đây rất là xinh.
Thời tiết Hà Nội thì tối hôm nay rất là dễ chịu, tại vì lúc chiều khi mà mình vừa đặt chân tới Hà Nội thì trời đổ một cơn mưa, cho nên là tối hôm nay trời rất là mát. Bây giờ đứng chỗ này thích ghê á. Bây giờ thì mình sẽ tạm dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người đã dành chút ít thời gian xem hết cái video của mình ngày hôm nay. Nếu như mà mọi người thấy video của mình hay thì đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận những video tiếp theo về trải nghiệm du lịch và cuộc sống của mình nhé. Nếu được thì mọi người nhớ like và share video của mình nha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.